Em mời các bác nghe chất âm của đôi Onkyo D77XX các bác nhé. Đôi 772X. Đôi 772X là màng carbon rồi. Các bác đeo tai phone và các bác nghe nhé. Cực đã luôn ạ. Thích bạo lực, uy lực thì các bác chơi dòng Onkyo D77XX các bác nhé. Dòng này là dòng 772X, sở hữu một bát 31, chung là chung 12, tép, tép 25 các bác ạ. Dòng này thì các bác nhìn thấy những cái cấu hình được rất là nhiều bác thích, cũng như là về cái dáng, dáng này dáng bom bê. Đấy, chung chép đôm các bác nhé, tất cả đều có lưới bảo vệ. Đôi này về trong tình trạng đẹp, hàng còn căng, hàng nguyên bản. Em đã tháo ruột gan cho các bác ngắm những cái củ từ ở bên trong, nó như là một cái phễu rất là to. Nhiều các cái cặp về bên mình ấy, thì những cái củ từ đấy thì nhiều đôi là không còn các bác nhé. Nhưng là đôi này nhà em về trong tình trạng nó vẫn còn nguyên đấy, củ từ rất là chất. Ngoài ra bên em còn đang về thêm nhá, cái đôi bên cạnh đôi Diatone, đôi Onkyo D77XX nhà em về đôi khủng long, đôi khủng long bạo chúa của hãng này, đôi Diatone đời 3000 các bác nhé. Diatone DS3000. Đấy, các bác nhìn cấu hình nhá, sẽ có bài giới thiệu đến các bác sau. Đấy, các bác nhìn đôi DS3000, đôi này cực hiếm các bác ạ. Đấy, đôi sumo. Các bác có nhu cầu về sản phẩm thì các bác alo cho em theo số 0983698887. Em sẽ mang lại nhiều các cái clip và nhiều các cái sản phẩm mã đời loa khác nhau để cho các bác tha hồ lựa chọn. Thank you các bác.